Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Chào mừng các bạn đến với shop hero.vn, cửa hàng đồ chơi chính hãng và duy nhất của Hero Team. Ở đây chúng mình có rất nhiều đồ chơi, mô hình, gấu bông và cả quần áo siêu dễ thương cho các bạn fan của Hero Team lựa chọn. Dịch vụ giao hàng tận nhà kèm theo rất nhiều phần quà khuyến mãi đang chào đón các bạn. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không truy cập ngay shop hero.vn để mang cả thế giới của Hero Team về nhà nào các bạn ơi. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình em. Và lại là mình Phong Cận TV, đẹp trai đến hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Mấy bạn có công nhận với mình một điều rằng là mình đẹp trai nhất trong Minecraft không? Mấy bạn hãy thử so sánh khuôn mặt của mình với khuôn mặt của Dịch xem. Đấy, mình chắc chắn là 10 điểm, còn Dịch là âm 10 điểm rồi. Khuôn mặt của mình và Kairon tất nhiên luôn, mình cũng đẹp trai hơn Kairon, công nhận không Kai? Mấy bạn nào công nhận? Ủa sao Dịch out game vậy? Cho nó quay mình đi. Biết mình out. Ờ, em giỡn mà, em giỡn vậy đây, xin lỗi vô lại giỡn tí cho mấy bạn fan vui mà Dịch này kỳ quá. Bọn mình vào quay clip cùng nó cũng cùng nó xúc phạm mình. Em xin lỗi. Ok, thì mấy bạn ơi. Rồi, ok bạn ơi, thì hôm nay nữa bạn mình đã mời gọi là rất nhiều thành viên của Hero Team vào trong đây để quay video cùng với mình mọi người à. Nhưng mà rất tiếc là hôm nay là thiếu Mimi với lại là Siro nha bạn nha. Bạn biết tại sao sao không? Tại vì hai người này lười lắm bạn ơi. Lười ơi lười luôn, không chịu vô quay video phụ mình thời luôn á, bực bội rơi á, mời không chịu vô hết trơn á. Nói vậy cho nên là hôm nay chỉ có 6 người thôi, mấy bạn nhớ qua bên kênh của gọi là Siro với lại là Mimi là bình luận gọi là Siro siêu lười với lại là Mimi siêu lười nha bạn nha. Ấy, để cho Siro Mimi cảm thấy hổ thẹn bởi vì mình quá lười nhá. Ok, vậy vậy đi. Tấn công các bạn, okay, tấn công. Okay. Thì hôm nay nè, mình đã mời Hero Team vào trong đây để chơi chung với mình một cái mini game để rất vui. À không, không phải là một cái mini game mà phải nói là rất nhiều mini game. Ủa Dịch làm gì Dịch? Bị bỏng rồi. Ủa sao điên giờ Dịch chuyển qua, nãy em không khen Dịch đẹp trai, cái giờ Dịch chuyển qua Dịch đẹp gái Dịch. Ôi trời ơi. Đẹp trai mình đẹp gái luôn, đi mất mới gì. Trời ơi, thôi anh ơi, thôi anh ơi, ám ảnh quá. Vẻ đẹp phi dễ tin, vẻ đẹp phi dễ tin. Anh đổi bộ đồ khác giúp em ám ảnh quá. Rồi ok. Phong cách rồi nè. Rồi ok rồi. Thì bây giờ là mình sẽ cho các bạn xem chúng ta sẽ chơi những cái mini game nào nha. Thì mọi người qua đây nè, ở chỗ này nè nó có hình một cái xô lava. À không, nó chuyển qua đôi giày rồi. Đây, ở chỗ này có một không, nó là cái que rồi mọi người ơi. Thôi nói chung nó là cái gì kệ đi. Nó là cái gì? Nè, nó là cái bài lóc nè, mọi người lít vào bên trong. Đấy, thì mọi người sẽ được đưa đến một căn phòng. Mọi người qua đây đi mọi người. Đây, thì ở trong căn phòng này các bạn ơi, thì có rất là nhiều mini game để cho chúng ta lựa chọn luôn nha. Chẳng hạn như là mini game chạy ở trên tuyết nè, mini game chạy ở trên cát sa mạc nè. Đấy, và có rất là nhiều mini game luôn, mini game đánh nhau nè. Rồi mini game gì đó, đánh zombie nè, đó, đánh zombie nha các bạn nha. Bên đây là mini game né bom nè, đó. Nói chung là có rất là nhiều mini game để chúng ta lựa chọn luôn. Thì mấy bạn muốn mình chơi mini game nào thì bạn nhớ hãy bình luận ở bên dưới. Nếu như tập này mình không chơi được thì tập sau mình sẽ chơi nha các bạn nha. Ok. Thì hôm nay mọi người muốn chơi trò nào trước mọi người? Có thể chơi trò mini game uốn phong cận. Hả? Dịch giống em à? Ừ. Tính ra là em hiền vậy sao mọi người đã quýnh em hoài vậy? Gì? Tại vì em đáng đánh, vì em xứng đáng. Trời ơi có đâu. Ok thì bây giờ đầu tiên em nghĩ là chúng ta nên chơi mini game tuyết trước đi mọi người. Đây cái trò này em thấy có vẻ vui nè. Là chúng ta sẽ chạy ở trên khói tuyết và khói tuyết nó sẽ biến mất. Người nào sẽ rơi xuống cuối cùng thì người sẽ giành chiến thắng các bạn ơi. Ha, vậy thôi chơi trò này nha. Ok, let's go. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ bấm vô phần bắt đầu để bắt đầu nha bạn. Thì ở đây nữa bạn, mình có một cái phần tính điểm nè. Mọi người đang thấy là ở trên màn hình là mọi người đều là không điểm hết đúng không? Thì coi đến cuối trận đấu này ai giành được nhiều điểm hơn thì người đó sẽ giành được giải thưởng. Đó chính là 100 triệu đến từ vị trí của Siro tặng. Hả? Cái gì vậy? À thôi ở trong đây người ta đã mang danh lười rồi, ông lại còn bắt người ta đưa trao giải nữa. Thôi em giỡn á, tiền đâu có 100 triệu, youtuber nghèo mồ bị gói không có ăn nữa. Thôi Siro không trao giải được vậy, dịch trao giải nha. Phong Cận quay clip chưa bao giờ trao giải cho các bạn mà toàn dí vào đầu người khác. Ôi trời ơi. Hứa. Bởi vì em nghèo em đâu có tiền đâu. Thôi vậy thôi đùa. Nói chung cái này là chơi cho vui thôi nha các bạn ha, chứ không có gọi là chơi có phần thưởng nha. Ai thắng thành bro, ai thắng thành bro đi. Đó. Ai thắng thì người đó bro đi, còn ai thua người là người đó là gà bắp. Ok rồi. Bắt đầu nha. Rồi, trò chơi đầu tiên sẽ là trò chơi chạy trên tuyết. Mọi người sẽ có một cái sản, thì mọi người sẽ dùng cái sản này để gọi là phá tuyết bên dưới chân người khác. Rồi ok, bây giờ mọi người né ra nè. Đây, rồi không? Cái này là tạo cái hố tuyết. À, tạo hố tuyết cho Simmy rơi xuống. Simmy à? Thôi Simmy hay mình. Dịch té rồi, dịch bé bao rồi, dịch bé bao rồi. Trời ơi, mình té rồi. Đây à. Mình tắt ra, mình tắt vô mình. Chưa kịp chơi luôn. Sao té? Trời ơi, cái gì em mất mặt sao? Trời ơi, ta tới số rồi. Trời ơi, mấy bạn ơi, bạn nhìn kìa.
Siro, ấy vậy mình Kairon với lại mèo Simi đang solo với nhau, bạn Camui hiện chỉ còn có một block thôi. Camui còn có một block thôi đây. Bây giờ nha, bây giờ là đây người ta gọi là kỹ năng các bạn hiểu không? Bây giờ mình nói nè, bây giờ là Sim với Kai tạm thời coi đừng quýnh nhau nữa, bây giờ phải có một người hy sinh nhảy qua xong đập cái block của Camui đi. Không phải Camui sẽ giành chiến thắng á nếu như hai người cứ suốt ngày đánh nhau. Chị em mình mới đừng làm thế Sim ơi. Bây giờ nè Kairon, mình nói bạn nghe nè. Bây giờ Kairon hãy hy sinh đi, nhảy qua phá cục tuyết của Camui để cho Simi thắng. Cái à, xin nhất nhưng mà chị em vẫn là bên phẫn cái à. Ok. À, chị okay, chắc bây giờ chị em rồi à. Xong nào, bây giờ chị em là đứng đây nhìn hết clip đúng không? Chạy vô em, chạy vô đánh liền. Bây giờ là đứng nhìn nhau hết clip này chứ không thể nào qua được đâu. Chạy vô xem, nhảy qua. Không có được. Không, nếu mà nhảy vô thì xin sẽ té trước. Đúng rồi. Không có được, nếu mà sẽ em nhảy vô em sẽ té trước. Oh my god, mùi à. Ok bạn ơi. Vậy là bây giờ hai người này sẽ đứng nhìn nhau đến hết giờ. Bây giờ xem thế này đi, bây giờ chị em mình nhá, 1 2 3 cùng nhảy xem là ai mà gọi là trước thì là ok không? Đúng rồi, ok. Đúng rồi. Chờ cho bên chơi gọi là hẳn hoi nha, còn chị em 1 2 3 nhảy ai rớt xuống trước hả? Đúng rồi, nhảy xuống tôi. Đây đúng rồi. Ok. 1 1 yeah. Hay Sim. Hay quá Sim ơi. Mọi người. Camui quê. Ok, trò tiếp theo. Ui mọi người, trò tiếp theo là trò sa mạc. Trò tiếp theo là trò sa mạc. Cái này chơi sao đây, Mình chơi. Ôi đi rồi nè. Rồi nè, chạy đi mọi người ơi. Cái gì vậy? Gần nó sẽ rồi nó rồi. Cái đó. Đi rồi xong. Ủa Camui thắng hả? Bởi vì nó rất nhanh quá, mọi người ta bị ấy nhanh quá. Ủa cái này là cái gì? Ok, và trò tiếp theo sẽ là trò đứng ở trên khối đất sét. Ok. Lại tiếp tục té nữa nè. Đây nó sẽ đi chơi nào. Từ từ biến mất. À cái này biến mất. Cái này nó đổi màu. Mọi người. Cái này nó đổi màu xong từ từ nó biến mất nè. Mọi người phải đứng vô cái lốc nào mà nó không biến mất. Ủa cái bình thuốc này làm gì ta? Cái bình thuốc này uống vô để mình nhảy cao nè. Mọi người uống cái bình thuốc vô để nhảy cao hơn nha. Cái thế là thả không nhảy cao còn sống. Ồ, cái bình thuốc cao nó không nhảy được đâu. Đừng rồi xong em té rồi. Bắn rồi xong. Yeah, mình win. Ôi, cây đòn win rồi các bạn ơi. Chai thuốc sẽ hại mình mọi người ơi, chai thuốc sẽ hại. Ok, trò chơi tiếp theo. Mọi người im lặng để tôi phổ biến trò chơi nè. Trò chơi tiếp theo sẽ là trò chơi quýnh nhau. Ok, người nào đã xuống trước người đó thua. Mất tôi dịch cao. Cái gì vậy trời, sao mình quýnh mà mình lại bị chết vậy trời. Yeah, mình quýnh rồi. Rồi, ok, và trò tiếp theo. Ủa, trò tiếp theo là gì đây mọi người? Phong và ông tán tôi. Ủa, trò tiếp theo là gì đây? Trò tiếp theo là gì đây? À, nè potion hả? À, cái này nó nổ. Cái này nó nổ hả? Cái gì vậy? Ui, nhìn mình trên đầu. À, ở trên đầu sẽ rơi xuống mấy quả bơm. Né. Mấy quả bơm trên đầu rơi xuống. Trời ơi, tôi tự nhảy xuống mà. Trời. Cái hình như bình nước là để ném cho mình không bị cháy sao trời. Ờ, hình như là thế. Nếu mà bị cháy thì chúng ta sẽ chạy bằng cái đấy. Trời ơi, mấy con quả bơm trên đầu rơi xuống mọi người nhớ né nha. Đứng dưới góc cây đúng rồi, ui hay nè. Vậy không? Người ta đang đứng trước cái điện rồi sao? Em không ơi, em vừa đứng ra chỗ này nó nổ ra chỗ này là sao không? Ai biết đâu vậy? Trời ơi, nó nổ quá trời chị ơi. Dạ, chị có đứng sau góc cây thôi. Vậy giờ nấp ở trong này đi mọi người. Thôi anh nổ cái chất veo hết luôn á. Sim tự nhiên Sim nhảy xuống dưới luôn. Sim tự động Sim nhảy chứ. Rồi. Dạ. Ôi thôi. Từ nãy giờ tôi chưa quên mẹ nào. Từ nãy giờ tôi chưa quên trận nào. Làm ơn cho tôi quên một trận đi. Rồi xong đi luôn rồi. Rồi xong rồi. Làm ơn cho tôi quên. À không, hình như mình quên được một trận rồi. Mình quên được một trận rồi. Cho tôi quên hai trận đi. No. Kairon chơi ngầu quá à. Kairon và Sammy. Kairon win rồi. Kairon ghê vậy. Trời ơi. Dậm ba mấy cái trò con nít này. Ôi trời ơi. Ok, rồi trò tiếp theo là đánh nhau. Trò tiếp theo là BBB. Ok, chuẩn bị đánh nhau nè mọi người. Fire. 2 1. Ok. Không. Bang được. Có đánh được đâu. Cái này là đánh zombie, cái này là đánh zombie mọi người. Đánh zombie. Ôi zombie không à. No, né, cẩn thận creeper đồ nó kìa mọi người ơi. Tao chết qua luôn rồi. Ô no, chỗ em nhiều zombie quá. No, chỗ em quá nhiều zombie luôn mọi người ơi. Cứu em với. Để mình tới. Ui, zombie này. Ui, creeper.
tụi nó đánh mạnh ghê á. Trời ơi mạnh quá. Rồi sao Phong ơi, ngồi đây Phong ơi, còn Phong bên cạnh nè. Trong đây sợ nhất là con skeleton nè, nó đánh liên tục luôn á. Ui quá trời giúp mình. Chỉ còn mình với bạn đó Phong ơi. Bạn thằng có đi coi nha, mình nổi. Yeah, mình win bạn ơi, mà người mình như con nhím luôn. Người ai chả nhím. Ok. Gì đây? Nè rồi. Cho tiếp theo là BBB. Ok. Rồi. Bây giờ là BBB thật à? Đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau. Chân tính nha. Rìu nè, có rìu nè. Nè, cẩn thận. À, cái đòn của mình, cài đòn của mình. Ủa sao mình không có kiếm được? Cái khiên có thời gian nha, cẩn thận nha. Ok, hay hai giờ hai anh em mình đứng im đây đi, cho bên kia quýnh nhau trước. Hội chim. Chết rồi. Hội chim quýnh mình mà anh em đứng nhìn là quất đấy. Anh Dịch bị đánh, anh Dịch quýnh hội đồng rồi. Nhau vô. Quất cai đây. Cai nãy quýnh em, trời ơi. Cai nè. Sam nè. Anh ơi, đánh hộ. Quýnh phải Sam trước đi, cái đó, quýnh Sam trước, quýnh Sam trước. Đây, mình đây. Ủa, đánh huyệt. Này. Ây da. Rồi xong, chết mèo rồi. Ngồi đâu. Mỗi mình cái đơn, tội nghiệp cái đơn quá. Ma đánh một con trồn cũng què. Cái này là què nó thế. Rồi xong luôn, cái đơn đi rồi. Rồi không, bây giờ là hội chem solo với nhau mới vui nè đó. Rồi hội chem solo với nhau nè. Solo đánh chung nha, đánh tâm nha. 1 vô. Woo. Ok. Vô. Trời ơi. Ôi trời ơi, mẹ Simi đang bị chèn ép. Mẹ Simi đang bị đánh quá trời luôn. Oh my god. Ôi sao. Chúng ta có thể thấy rằng là mèo Simi hiện tại đang bị hai chị em quýnh rất là nhiều. Oh my god. Họ bắt đầu chuyển qua quýnh Sammy rồi. Từ nãy giờ Camui vẫn là người, từ nãy giờ Camui vẫn là người an toàn nhất, Camui vẫn chưa bị đánh. Camui nãy giờ chơi rồi là giữ an toàn. Vì tôi đánh cả hai chị em, còn hai chị này đánh tôi. Rõ ràng em quánh sim đó trời ơi căng thẳng quá Caron ơi gì trời. Sao chưa rồi Camui đi rồi hai chị em đánh với nhau. Chết rồi đừng có còn Simi và Sammy. Sam ơi cố lên. Yeah, Sammy win rồi, hay quá Sam ơi, hay quá, Phong tự hào về Sam. Ủa gì? Team T-Rop. Oh my god, Team T-Rop. Trời. Cái này là gì? Cái này TNT trên trời rơi xuống hả? Đúng rồi. Ủa mấy tên dịch rồi. Mấy tên dịch rồi. Cái dịch đâu? Ủa dịch đâu? Ủa dịch đâu? Tính ra là em lo nhìn dịch sao em chết queo luôn mọi người. Rồi. Một người ra đi mãi mãi. Trời ơi. Chẳng nào quay về. Không ngồi máu được. À, trò này tôi biết nè, trò này là trò dò bơm. Nhiệm vụ chúng ta là phải chạy qua bên kia. Chạy qua bên kia được là win. Ok, tôi chạy qua. Ủa thật hả? Trời ơi, Camui quay trước rồi. Sao mình còn sống sao Camui đã win rồi? Okay. Cái này không phải là sống mà cái này là chạy nhau với bên đối diện trước. Trò này là trò gì đây? Chết hả? Là sao? Trò này bắn nhau hả hay gì vậy? Không phải đâu, phát chết luôn. Ôi. Ê, đúng không? À, bắn mày. Sao mày dám mình đi không? Bắn nhau, quay sát quan kêu, có công là quay sát quan kêu. Simi. Mẹ Simi bắn em rồi. Đi luôn cả. Trời ơi, mẹ Simi ngắm mình trước các bạn ơi, mẹ Simi này canh mình trước nè, cay quá giờ. Rồi xong giờ còn Camui với lại Dịch với lại Simi thôi. Ok. Ôi, trò này nguy hiểm nha. Trò này có vẻ nguy hiểm đây. Điên hoa là chết. Mùi phát chết. Cái này giống kiểu thám tử với Mulder ở trong như ta. Ai là kẻ giả mạo? Cái gì vậy? Rồi xong rồi. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Phong thấy sự bất công của nam nữ bình đẳng ở đâu? Bình đẳng ở đâu? Đó, suốt ngày lên TikTok đòi bình đẳng giới. Em bị mù thì phép rồi. Không được. Oh my
Thật ra người phù thủy đó chính là Kion. Á, phù thủy phù phép rồi. Vui quá. Mất tôi giật tới vậy. Mất tôi giật quá. Hay quá giật tôi mẹ, hay quá giật tôi. Phù thủy phù phép. Nó thề luôn, nghe luôn. Phù thủy phù phép. Em từ đâu, em từ đâu đây. Mất tôi giật mẹ hay quá. Xem nữa là giật bắn đúng rồi. Ôi. Ôi. Giật ơi, có nhận cam ui. Ê, 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 có gì không? Cày thế nhờ. Trời. Chóng mặt quá. Chóng mặt quá trời. Cam ui bị gì vậy? Bị phù phép rồi. Cam ui bị phù phép rồi. Cam ui phù thủy phù phép rồi. Phù thủy giúp mình, phù thủy giúp mình. Biết sao không dịch? Tại vì phù thủy cũng là con trai, phù thủy giúp dịch đó. Cố lên. Bây giờ nhanh, 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 nhanh. Bây giờ mình dịch với Simmy đang tấn công nhau. Đây đây đây, em phù thủy phù phép rồi. Nhìn ra người bắn cung vui ghê luôn. Rồi xong phù thủy ngắm dịch rồi, phù thủy ngắm dịch rồi, phù thủy ngắm dịch rồi, phù thủy ngắm dịch rồi. Rồi xong thì giết phù thủy luôn. Phù thủy luôn, thì bắn phù thủy bay màu luôn. Hay vậy. Trời ơi, người đàn ông duy nhất mà anh còn giết rồi, ai còn đồng đội với anh nữa vậy. Rồi xong rồi. Anh vừa bị phù thủy búp này, vừa bị hai chị em nó bắn cho phù bò này. Căng thẳng quá ta, căng thẳng quá ta. Căng quá ta, sao game này căng quá ta. Chị lại bị phù thủy vơi tiếp rồi. Dịch em trai bên phải luôn. Trời ơi, dịch né hay quá. Trời ơi, dịch kìa. Chúng ta thấy dịch né rất là điêu luyện mọi người ạ. À. Dịch né thính ghê thiệt. Hàng gì không bao giờ thính. Ôi, ôi, xém nó dịch mà. Xém nó dịch bị xin bắn luôn. Ôi. Hay quá, dịch ơi. Dịch giết được cả môi rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Cô hai đi. Phù thủy giết nhau. Hay quá, dịch ơi. Oh no, em bị một mũi tên. Em quê anh chạy muốn chóng mặt luôn trời. Ok rồi, tiếp theo là gì đây, tiếp theo là gì đây? Chóng mặt tôi mới là người chóng mặt nè. Ok, bắt cua phải lava. Cua okay. Lava hả? Ai chứ lava hả? Nhưng lava hả? Lên lên là có nghĩa là mình bắt cua này, bắt cua này, bắt cua này, chôn lên lên. Ui lava, 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 bắt cua lava. Lava bên dưới, lava bên dưới, lava bên dưới, chạy đi mọi người. Oh no, đường nào mọi người đừng chết tôi. Nó không thấy được. Rồi xong em té em dưới rồi. Rồi xong rồi bắt cua khác chết đầu tiên. Ây da, trời ơi, rồi xong rồi. Rồi xong bay màu rồi. Ủa? Ủa? Ê, cái này là mọi người tự bắt kem. Cái này là mọi người tự bắt cua xuống té chết đó mọi người chứ không ai, không ai giết mọi người. Click cry button or swim. Cái này là gì đây? Okay. Cái này là gì? Bơi 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 à, người bơi bơi nhanh nhất. À cái đôi giày, cái đôi giày, cái đôi giày. Chọn chọn cái đôi giày màu xanh. À chú giày màu xanh. À, chú ơi, chú ơi. Chú ơi. Rồi. Ôi no. Trời ơi, tôi chọn sai rồi. Luật cái trò này nữa. Tôi chọn sai giày rồi, tôi chọn sai đôi giày rồi. Trời ơi. Cái này hả? Ủa, cái này là mọc kìa. Mọc kìa. Sao ta? Cái này hay là chặt cây ta? À, chắc là chặt đó. Chặt. Ủa phải. Ờ, như chặt hiện hay đó. Ủa. Không phải. Gì vậy? Mà chặt cây, cái này là gì? À, chặt. À, chặt mấy cái bông hoa, bông hoa, bông hoa, chặt mấy bông hoa. Chặt bông hoa đúng nha. À, đúng rồi, chặt bông hoa, chặt bông hoa. À, chặt bông hoa. Chặt bông hoa để mình tính mình lấy điểm. À. Ui nhưng mà lên cao quá trời đúng rồi. Chết rồi. Người nào lên cao vậy sao chặt? Người nào nhanh tay mới chặt được. Trời ơi, em được 3 bông rồi nè. Mọi người được mấy bông rồi? Rồi, 2 bông. Trời cái gì vậy đây? Ghê vậy em đợi. Nhiều 8 bông mấy. Sao chặt? Thì phải thử thách chứ. Thế mà thử thách anh. À, có vô nhà xong leo được không? Ủa? Rồi, đây. Được luôn. Ủa vậy sao đây? Vào nhà được. Oh no, vậy là người nào nhiều bông hơn người đó thắng rồi. Mùi rồi. Đã mùi thắng. Wow. Ghê. Ghê quá, ok. Ghê đấy, ghê đấy. À, cái này đánh nhau nè. Chơi vui nè, chơi vui nè. Cái này là cái này là chúng ta phải đứng ở trên cổng Ender. Đứng ở trên cái cổng Ender. Không không được cho người khác leo lên. Đi ra. 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 Đi ra hết cho tôi. Chỗ này là chỗ của tôi. Không ai được vào. Đi ra. Của tôi. Đi ra. Chỗ của tôi. Đi ra, đi ra. Chỗ này là ngai vàng chỉ dành cho những người đẹp trai. Ôi ông xấu trai lắm, tôi đẹp gái nè. Hết à. Trong này không ai đẹp trai bằng tôi hết. Đi ra. Đi ra. Đâu, tôi được 100 điểm rồi, tôi được 170 mấy điểm rồi. Mình tí mọi người ơi, mình tí, mình tí, mình tí mọi người ơi, mọi người phải thật sự là mình tí. Thôi bây giờ mọi người nhường cho em đứng trước kia, tính em nhường mọi người. No, 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 no. Chơi vòng tròn, vòng tròn, vòng tròn. Kinh nghiệm chơi trò này là đừng bao giờ nhảy lên là bị đánh càng xa. Chu đất vô là được hết. What the hell? Yeah, té ra. Yeah, phong win. Thôi, cái này yeah, phong win rồi, phong win rồi, phong win rồi. Ok. Cái gì đây? Chạy theo là gì đây? Sao mà tôi không biết mà hình sau đó sẽ giết nhau. À, tàn hình đánh nhau, tàn hình đánh nhau, tàn hình đánh nhau. Ok ok. Ui, tàn hình đánh nhau à? Ui, sao tôi thấy cái đánh tầng hai cái kiếm quýnh tôi vậy? Sao?
Cái đôi quýnh mình lại không? Cái đôi quýnh mình sợ mình chơi kiếm cho mình chạy mới được. Cho này tàn hình vui nè, cho này tàn hình vui nè. À, tôi hiểu cho này rồi. Có hiền một ít. Nó sẽ hiện ra từ từ. Trời ơi, sao căng thẳng quá bạn ơi. Tàn hình, tất cả tàn hình hết trơn rồi. Vinh sao mà chết. Ôi mày. Ôi. Ây da, sau lưng. Sau lưng. Sợ mày. Wow. Bây giờ còn ai vậy? Mới có một mình chết à? Mới một mình à? Oh no. Hiện tại là cá mui còn 2 tim rưỡi. Ok, mèo sẽ mới nhiều tim nhất. Ủa sao thấy vậy? Ôi, đâu rồi? Ôi, chết. Tôi, ôi, chết. Nguy hiểm quá. Ủa, thấy phong rồi. Sao mày bảo, No. Trời ơi, cái ơi, làm gì cái? Đâu, dịch đó. Sammy nè. Sao người ta giết được mình ta? Căng thẳng quá. Ôi, lộn vị trí rồi. Đổ lòm luôn. Ơi khoan từ, bây giờ người nào nhiều máu trước quyết giết chết đi. Camui, em nói Camui nghe nè. Bây giờ em với Camui rồi còn cái tí máu anh Simi từ nãy giờ núp đó chị đừng chị ơi, chị đừng. Gần đi luôn rồi. Rồi xong Camui thua chắc rồi, đồ giải gái. Đánh luôn. À, Simi đứng trên đó là Simi sẽ bị mất máu. Hả? Oh my god. Ủa không? Ủa, khoan từ Simi à, Simi rơi, Simi mất máu hả? À. Có Simi còn nửa tim hả? Trời đất ơi, sao Simi còn nửa tim chứ Simi? À, Simi còn nửa tim, quýnh cái nhẹ Simi đi rồi. Có em ơi. Hay quá. Này thì cho chị em hả? Mày đặt chị em với nhau hả? Thật sự. Nãy Simi lừa tôi, trận đợt ván đầu tiên Simi lừa tôi. Skyward. Oh, hay nhỉ. Black and kill each other. Mở rương lấy đồ. Oh my god. Mọi người được cái gì ạ? Được gì kệ, kệ anh ta. Gì vậy hả dịch? Dịch chết đi, gì vậy dịch? Tôi bị té, trời ơi là trời. Trời ơi, tốn công người ta đặt mà lóc qua. Phải chuối ạ. Chết rồi, tôi hết lóc rồi, toàn rồi. Nghe chà chà, Sammy chơi gọi là idol ấy nhở. Ai chà chà, Sammy tính qua đây hả? Sammy tính làm super idol hả Sam? Chết rồi, một mình tôi quýnh với họ chị em, sao anh em bỏ tôi đi hoài vậy? Sao anh em bỏ tôi đi hoài vậy anh em? Mình bị té rồi nè, té rồi nè. Để coi Phong làm gì nè, chị em, xong lên chị em. Phong okay, cận okay. Là chùm Skyward ngày xưa mấy bạn không biết à. Tôi là best server ngày xưa mấy bạn không biết à. Thế à. Ghê. Rồi xong rồi, cảm ơn lấy giáp kim cương cho mọi người xem. Trời rồi xong Phong mới vào luôn. Ơ lại là mua với sim kìa, Trời ơi. Sim. Ủa sao nghe em vậy? Cái gì vậy Sim? Này thì cho hội chị em này thì hội chị em. Cái gì vậy Sim? Mà tôi không thấy người ở đâu á, mọi người tôi nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống á, trời. Trời ơi, Simi tiện đứng im làm gì để cho Camui quýnh, trời ơi thiệt luôn. Mình bị kẹt nước, trời ơi mình. Này thì hội chị em, bạn thấy không, hội chị em tốt đến đâu thì cũng tương tàn thôi. Ok bạn ơi, thì như bạn đã thấy trận vừa rồi thì chúng ta có được số điểm tỷ số như sau. Camui hiện tại là người cao điểm nhất là 5 mạng, năm điểm. Cảm ơn mọi người đã nhường nhá, cảm ơn. Tiếp theo là Phong Cận và Mèo Simi xếp hạng nhì. Và hạng 3 là Kai Ron và Mr. Dịch và người cuối cùng là Sammy. Wow. Sammy cà bắp, trời ơi, Sammy của bắp, trời ơi. Hay tự, sao tôi nhìn khuôn mặt của mọi người tự nhiên tối lại nhìn ghê quá vậy? Tại vì mọi người đang tỏ ra nguy hiểm. Trời ơi, sao mọi người nhìn nguy hiểm quá vậy? Ok bạn ơi, thì ok thì coi như là trận này thì Camui đã giành được chiến thắng rồi nè. Bạn thấy Camui VIP Pro không? Đúng là đệ tử với Siro bạn ơi, chơi minigame VIP Pro dễ sợ nhưng mà không sao. Tất nhiên. Nếu như bạn muốn Phong Cận sẽ phục thù trong trận sau nữa thì bạn hãy nhớ bình luận cho Phong biết nha. Thì Phong sẽ tiếp tục gọi là cho bạn xem thêm gọi là những cái mini game như thế này nữa nha. Ok, bây giờ thì Phong nghĩ rằng Phong sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như bạn thích video này đừng quên hãy để cho Phong một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy ở bên kênh YouTube của Sammy, Mèo Simi, Mr. Dịch, Camui, Kairon để đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Còn Siro với Mimi lười quá, bạn đừng đăng ký. À thôi mình giỡn đó, mấy bạn nhớ đăng ký cho Siro Mimi nha, thôi tí nữa hai người đó vô quýnh mình.
Rồi, cảm ơn em đã xem video này nha. Hẹn gặp lại em những video lần sau. Bye bye.